nó cực bốc luôn. Nó tuy là nhớt cấp nhớt 40 ha, đó, cấp nhớt nó 40 nhưng mà nó bốc phải nói là nó 1910 so với những cái dòng nhớt mà tổng hợp mà cấp cấp nhớt 30 các bạn, đó, nó rất là bốc. Rồi, mình chào tất cả các bạn đến với kênh YouTube 8XKTV của mình nhật bạn. Thì tiếp tục với series chia sẻ về xe Honda WinX của mình các bạn. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ đến các bạn cái bài đánh giá của mình về cái dòng nhớt ha. Đây là dòng nhớt tổng hợp toàn phần đến từ thương hiệu của Pháp Nhật Bản. Đây các bạn thấy không? Nó có cái logo của Red Bull nè. Đó, rồi của Red Bull nè các bạn, MotoGP nè. Thì trước giờ thì mình chia sẻ đến các bạn rất là nhiều cái bài đánh giá về các cái loại nhớt tổng hợp dành cho xe Honda WinX cũng như là nó riêng và xe công tay nói chung các bạn. Thì đến từ các cái thương hiệu như là nhớt của Thổ Nhĩ Kỳ ha, nhớt của Ý, rồi nhớt của Đức, nhớt của Hà Lan, Phần Lan, rồi nhớt của Dubai ha, các tiểu quốc Ả Rập. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ đến các bạn một bài đánh giá về một dòng nhớt tổng hợp toàn phần dành cho xe công tay đến từ nước Pháp, đó chính là nhớt Ibon nè các bạn, Ibon á ha, nhớt Ibon nè các bạn thấy không, đây Ibon Made in France nè các bạn, đến từ thương hiệu Pháp ha. Thì cái nhớt này nè các bạn, nó là thuộc là một trong những dòng nhớt cao cấp nhất trên thị trường, nên là giá của nó là cũng thuộc hàng top Nhật Bản, là nó mắc nhất trên thị trường luôn đó. Thì cái nhớt này mình mua 1 lít mốt các bạn là với giá là 469.000 Nhật Bản, 469.000 các bạn, 5W40 nè là 469.000, còn loại mà 10W40 thì nó là 482.000 Nhật Bản ha, tùy thuộc các bạn thích cái cấp nhớt 5W40 hay là 10W40 thì các bạn mua nha. Đó, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ đến các bạn cái cảm nhận của mình về cái dòng nhớt này. Trải qua là mình sử dụng là 2844 km các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ mở cái ô đô đồng hồ để cho các bạn xem. Đây trip B nè các bạn thấy không? 2844,7 km nè. Mình đã sử dụng được 2844,7 km rồi. Rồi cái mức tiêu hao nhiên liệu trung bình nè các bạn. Đó, trip A nè. Đó, đây là mức tiêu hao nhiên liệu trung bình của cả 2844 km là được 62,8 km một lít nha các bạn. Rồi. Đối với cái nhớt này nè các bạn. Đó, cảm nhận của mình ha, về khi mà sử dụng cái nhớt này là gần 3000 km nữa các bạn, thì mình có cái nhận xét là nhớt này là nó đáng đồng tiền bát gạo nha các bạn. Đó, nó không hổ danh là dòng nhớt racing ha, có nghĩa là dòng nhớt dành cho những cái xe đua nha các bạn. Đây là nhớt này là được sử dụng rộng rãi là rất là nhiều cái tay đua sử dụng trong cái giải các cái giải đua là MotoGP nè các bạn. Đó. Biểu tượng này thì các bạn thấy rồi, ở trong những cái đường đua các bạn thì nó có cái biểu tượng này nè, Red Bull nè các bạn, là giải MotoGP á, là nó rất là nhiều những cái xe đua là người ta sử dụng chọn cái nhớt này. Tại sao? Tại vì á cái nhớt này nè, mình sử dụng mình chạy gần 3000 km rồi thì mình thấy nó rất là bốc nha các bạn. Đó, thằng này nó cực bốc luôn. Nó tuy là nhớt cấp nhớt 40 ha. Đó, cấp nhớt nó 40 nhưng mà nó bốc phải nói là nó 1910 so với những cái dòng nhớt mà tổng hợp mà cấp cấp nhớt 30 các bạn. Đó, nó rất là bốc, nhớt này nó bốc lắm. Racing mà nó bốc mà nó không có nóng máy à. Thường thì những nhớt thì nó chia ra hai loại là một loại bốc và một loại im. Bốc thì nóng máy xào, còn im thì không bốc nhưng mà nó im nó mát máy ha. Nhưng mà thằng này này nó lại vừa bốc nhưng mà nó lại vừa im. Nó ta nói là tiền nào của nấy nha các bạn. Thằng này nó bốc hơn thằng Sador Motor Racing nha.
Đó, giờ nó cũng im hơn thằng Saro Motor Racing luôn, nó mát hơn nha các bạn. Mình chạy gần 3.000 km rồi á, mà nó thiệt chứ hình như là mình thấy cái quạt gió của xe mình nó chỉ có chạy cái quạt gió là hình như là chỉ có một lần à. Đó, một lần đó là các bạn biết là do mình đi thành phố bị kẹt xe các bạn. Đó, buổi sáng mình đi học à, mà vô tình mình đi trái cái tôi nói xe quá trời luôn mà sợ trễ học các bạn, thì mình chạy ga cũng lớn mà bị kẹt xe nữa, cho nên là chỉ có một duy nhất một lần đó thôi là tới nơi là mình thấy cái quạt gió nó quay thôi, còn ngoài ra là không có quạt gió không quay ha. Thằng này chạy rất là im, nó phải nói luôn các bạn à, rất là im và sang số cũng rất là nhẹ nha. Khi mà các bạn nhớt này á, mà các bạn chạy qua đến khoảng 2.500 km rồi thì các bạn mới thấy là nhớt nó có cái biểu hiện là nó xuống cấp. À, nó xuống cấp là như thế nào, là các bạn thấy là nó cái độ bốc của nó thì nó bị suy giảm cái độ bốc, và cũng như là cái khi mà các bạn sang số thì các bạn thấy nó không còn mượt nhẹ như lúc ban đầu nữa. Đó là khi mà các bạn chạy qua 2.500 km rồi thì nó mới xuất hiện những cái hiện tượng đó nha, là nhớt xuống cấp ha. Thì nhớt này nè các bạn, mình thấy là chạy là dư sức là chạy được 3.000 km các bạn đó. Mình chạy 2.800 mà mình thấy nó cũng còn rất là êm đó, rất là êm các bạn, chấp nhận được ha. Đó, chứ chưa đến mức phải thay đâu. Cái khi mà hồi nãy mình xả ra là ở 2.844 km rồi thì cái màu nhớt của nó là nó tại nhớt này lúc đầu là nó màu vàng ha, nó màu vàng, nó giống như nhớt cách trôn vậy đó. À, chạy hơn 2.800 km rồi xả ra thì nó vẫn còn cái màu vàng, nó chưa có chuyển qua màu đen nha các bạn. À, nó vẫn còn màu vàng, chưa chuyển qua màu đen. Ừ, là tại vì nhớt tổng hợp thì nó tốt các bạn, cho nên là cái nó bị lâu thời gian chạy là nó bị lâu xuống cấp lắm, cho nên là nó không có đen như những cái nhớt khoáng hay nhớt bán tổng hợp bình thường ha. À, những cái nhớt mà bán tổng hợp hay nhớt khoáng bình thường mà các bạn chạy mà tới 2.000 km hoặc hơn đi là các bạn đổ ra là đen thui luôn. Còn nhớt này thì không nha, nhớt này là mình xả ra là nó vẫn còn màu vàng. Đó, là nhớt xịn nha, tổng hợp xịn là nó như vậy đó các bạn. Nhớt này thì nó tuy là nó tổng hợp nhưng mà nó không có mùi thơm như xe đo các bạn. Nó không có mùi thơm như xe đo hay là Speedo ha. Đó, hay là Phúc, nó không có mùi thơm như ba cái loại nhớt đó, nhưng mà nó có cái màu vàng ha, nó giống như là cách tron ha. Đó, nhưng mà xài rất là im và bốc nha các bạn, cực kỳ, phải nói là đáng đồng tiền bát gạo các bạn. Nhất nó tiền nào của nấy, không hổ danh là tiền nào của nấy. Thì ở cái trên cái sản phẩm này các bạn thì nó có rất là nhiều cái ngôn ngữ nè ha. Nó có rất là nhiều cái ngôn ngữ nè, các bạn thấy nè, răng là Pháp nè, English nè, tiếng Anh nè, rồi tiếng Hà Lan nè, đó, rồi nói chung là rất là nhiều nè, China nè, rồi nói chung là nhiều ngôn ngữ lắm các bạn, đó. Nghe rồi nghe nè, rồi Korea là Hàn Quốc, Thái Lan rồi nữa các bạn. Tại vì nhớt này á, là nó tuy là ở Việt Nam mình ít sử dụng ha. Đó, tại vì Việt Nam mình thường là những cái dòng nhớt mà rẻ tiền thì người ta thường sử dụng, còn những dòng nhớt mà đắt tiền thì ít sử dụng, cho nên là các bạn thấy cái dòng nhớt này nó xa lạ. Nhưng mà những cái quốc gia khác trên thế giới thì người ta chuộng nha, tại vì người ta là nước giàu các bạn, người ta xài những cái chiếc xe mà nó cái hiệu suất nó cao và cũng như là cái tiêu chuẩn khí thải rồi này kia các bạn, ta là cái tiêu chuẩn nó cao hơn, cho nên là bắt buộc mà sử dụng những dòng nhớt cao cấp, nên là thường là người ta sử dụng những cái dòng nhớt này ha. Đó, như cái Việt Nam mình ít sử dụng cho nên là mình thấy lạ, nhưng mà đối với những cái nước kia thì thương hiệu này không có lạ đâu nha các bạn. Đó, rồi một lít mốt là 469.000 coi như 470 ha. Đó, đáng đồng tiền mất gạo nha. Mình thì mình các bạn thấy đó là nó nhớt 40 mà các bạn mình chạy là gần 3.000 km rồi, mà các bạn thấy là cái mức tiêu hao nhiên liệu trung bình của nó là được 62.8 các bạn, là nó rất là cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu nha. Mức nhớt 40 là mà nó đạt như vậy là nó tiết kiệm nhiên liệu lắm đó các bạn ha. Đó, tại vì cái
cái đợt mình học nè, nó kẹt xe này kia các bạn ha, với lại nhớt là nó bốc đó, thì mình khoái vặn ga rồi này kia, mình chạy ga lớn đó, cho nên là nó hơi hao xăng tí, mà nó được 62,8 km một lít đó, là nó cực kỳ tiết kiệm ha các bạn thấy ha. Đó, rất là im, xăng số rất là nhẹ mượt đó. Nói chung là xài thích lắm nha các bạn, các bạn có tiền các bạn cứ xài nhất này ha. À, thằng này thì nó đẳng cấp hơn thằng Saro Motor Racing một bậc các bạn, thằng kia 9 thì thằng này 10 nè đó. Rồi thì cái link sản phẩm của cái nhớt này nè mình sẽ để ở phần mô tả video các bạn. À, nếu các bạn thấy các bạn muốn mua thì các bạn có thể click vào tham khảo nha các bạn. Rồi cái video chia sẻ về nhớt Ebon 5W40 là của mình đến đây là kết thúc các bạn. Nếu các bạn thấy video ít thì nhớ cho một like, share cũng như đăng ký kênh và xem quảng cáo của mình. Rồi chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye.